Vâng xin kính chào quý vị hôm trước thì có video 48 giờ sau khi mua cái chiếc bộ có rất nhiều người coi bởi vậy nó làm động lực cho mình để sai thằng Dũng sẽ lên cái content là 48 giờ sau khi sử dụng chiếc rồi một cộng vào hôm nay anh ta sẽ xem xem trải nghiệm của bạn Dũng người yêu của nhà à, như thế nào về cái chiếc smartphone này nhá Điều đầu tiên thì các bạn cũng có thể truy cập vào link mô tả bên dưới tại Hoàng Hà Mobile sẽ có chương trình bán hàng với mức giá cực kỳ tốt cho chiếc máy này các bạn nhé. Tức nghĩa là cái giá bán đấy nó không phải là giá bán cuối cùng và còn nhiều khuyến mại cho mọi người. Với cái chiếc Joy một cộng thì các bạn nhìn thấy là nó sẽ có một mặt lưng khá là bóng bẩy Khi nghiêng đi sẽ có những cái vệt sáng cũng bắt mắt và nó sẽ để lại mồ hôi và dấu vân tay Thật sự mà nói thì con này trông nó hơi cục mịch mà hơi múp múp một tí nhưng đấy là style của Dũng bởi vậy nên mới yêu nhài. Khả năng hoàn thiện của máy thì mình đánh giá là tốt hơn so với Active 1 vì làm bằng nhựa hoàn toàn nên không có các hiện tượng khung viền bị hở và cổng kết nối hay anten giống như là cái con Active 1 và đang cầm nắm của máy cũng rất là thoải mái không bị cấn tay. Điểm mình chưa ưng đó chính là vì mặt trước nó có tai thỏ là xu thế nhưng viền dưới lại quá dày các bạn nhìn này. Cạnh dưới của nó là một cái cằm mà cái cầm này thì lại dày rõ rệt và trên và hai bên nó Nói chung là mục đích làm tay thỏ thì thường là để làm cho viền móng đều Nhưng cái này thì nó không có cái đó Nên mà nó làm cho mặt trước ta diện tích nó vẫn đang còn dư thừa khá là nhiều Do một cộng thì hỗ trợ hai sim Và có thể nhớ microSD vẫn còn rất là tiện lợi Và chuẩn kết nối Micro USB có cổng 3.5 Loa ngoài của máy mức trung bình, âm lượng ổn Nhưng chất âm thì không có điểm gì đáng nổi trội Màn hình hiển thị thì do một cộng sẽ là kích thước là 6,18 inch nhiệt độ phân giải chỉ là HD Trong tầm tiền này thì các máy chính hãng đến từ Samsung hay Oppo một số thương hiệu thì là thường là chỉ có HD cộng cũng giống như này và mình không đánh giá cao chất lượng bởi vì nó sẽ bị lỗ và một vài model đã được giảm giá hoặc có mức giá tốt hơn đến từ Xiaomi thì sẽ có màn hình là Full HD cộng thì lại sẽ nhỉnh hơn ở cái yếu tố đó còn về chất lượng tấm nền thì nó cũng là sử dụng IPS và về tấm nền IPS của máy thì cho chúng ta một cái màu sắc khá là tươi, góc nhìn tốt, hiển thị ngoài trời cũng ok với độ sáng tối đa là 410 nit nhưng mà màn hình hơi thiên về ám hồng nhẹ và không có khả năng tùy chỉnh các bằng trắng và đặc biệt nữa là màn hình này à, so với những cái máy Trung Quốc kia thì nó sẽ có cử chỉ thao tác trong màn hình và một còn một vài mẫu không có thì giống như cái con này là cái đã cầm giày lại còn có phím điều hướng bên trong làm cho nó là bị choáng cái không gian khá lớn và cái màn hình này phù hợp với các bạn nào nữa mà chỉ cần màn hình to hoặc mua cho các cụ ở nhà đọc chữ cho nó rõ ràng nhé về hiệu năng thì chip của nó sử dụng là Snapdragon 430 chúng ta có 3GB RAM và 32GB bộ nhớ trong đây là cấu hình có thể cạnh tranh với một số model đến từ Trung Quốc cũng như thậm chí là kể cả Samsung hay là các bạn thấy là đặc biệt là với Oppo chẳng hạn với hơn 3 triệu thực tế ra mọi người chỉ có thể lựa chọn các model đã giảm giá rồi mình có thể recommend như là Snapdragon 625 với các máy đã giảm giá thì sẽ tốt hơn so với 430 còn với các model mới thì đều, đều xoay quanh những phân khúc là khoảng 430, 435 và 450 và những con chip dòng 4 này thì không khác biệt quá nhiều vậy về hiệu năng của nó thì như thế nào với lại cái việc sử dụng hàng ngày nó khá là mượt mà còn với các tựa game như PUBG Mobile có thể chơi được nhưng cấu hình nên để thấp nhất thì mới thể trải nghiệm tốt các game nhẹ hơn như liên quân thì không bật FPS cao và anh em vẫn có thể chơi một cách ổn định trên cái tựa game này nhìn chung là có thể khẳng định là hiệu năng là một cái là đáp ứng được nhưng cũng không phải là điểm mạnh nó không phải như kiểu con a 1 các bạn nhé a 1 thì rất là mạnh về cái phần hiệu năng của nó rồi về camera thì dụng cũng là camera kép và xem một lợi thế chứ cho một cộng này hình ảnh thu được thì trong điều kiện đổi sáng là ổn à, nó có chi tiết tốt màu sắc là trung thực à, có một lưu ý là preview trên màn hình sẽ bệt và mất chi tiết hơn nên mà các bạn phải chụp ra thì mới cho được tấm ảnh tốt nhất nhá Tính năng chụp HDR của máy hoạt động ngon, giá nhẹ sáng uh, cũng được cải thiện cách đáng kể khi bật HDR. Chụp chân dung của máy thì không gì là biệt, khả năng xóa phông xác định khuôn mặt chủ thể mức trung bình ngay trong điều kiện đầy đủ sáng. Mình nghĩ tính năng này chỉ để vui vẻ thôi. Nói chung là về camera mình trong tầm tiền này cũng không có cửa so với những cái đối thủ ở trên thị trường đã quá là sừng sỏ rồi Tức là chuyện thiếu sáng với một chiếc máy hơn 3 triệu chúng ta không thể đòi hỏi được và ảnh dễ bị noi Tuy nhiên có khắc vụ bằng cách là chọn điểm đo sáng và chuyển sang chế độ chuyên nghiệp vì dụ một cộng hỗ trợ phơi sáng là 1 phần 2 giây Selfie với camera 8MP chi tiết ổn này, chế độ làm đẹp, bóp mặt, làm to mắt và có thể nói rằng một cái yếu tố điểm cộng của nó thứ nhất đó là pin nó có 4.000 mAh Với tầm này thì 4.000 chạy Android thuộc Google Phải sử dụng liên tục khoảng 2 ngày đảm bảo không sợ là chúng ta là đang dùng thì mất kết nối Tóm váy lại thì có thể nói với lại cái chiếc do 1 cộng thì trong tầm giá của nó là hơn 3 triệu đồng khi các bạn mua đợt đầu Các bạn được cái pin khỏe, các bạn sẽ có được chúng ta một cái màn hình rất là lớn một thiết kế và khả năng hoàn thiện ok thậm chí còn tốt hơn so với chiếc ách tím một về khả năng hoàn thiện và mọi người sẽ có một cái mặt lưng cũng rất là bóng bẩy nhiều người cũng thích cái này và sự chúng ta là cái tay thỏ là thời thượng hiện tại cũng rất nhiều người yêu thích Cả nhà mình thì lại không phải là fan của tay thỏ thế các bạn nghĩ sao trong tầm khoảng hơn 3 triệu các bạn mua chiếc do một cộng hay không hãy comment như mình biết và đừng quên truy cập link ở hoàng hà bởi vì được bán thứ hai thì mỗi bên đơn vị sẽ bán ra có mức giá có những khuyến mại khác nhau hẹn anh em trong các video sau Cảm ơn các bạn đã theo dõi video trên Vật Studio Và nếu mọi người chưa từng đến đây bao giờ hãy bấm like và subscribe Và các bạn hãy xem qua các cái playlist đang có ở đây